Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhân Laptop Bàn Trọn Đời. Một tin vui đến với các tín đồ của gaming, đó là với cái mã sản phẩm mà mình để trên bàn nè thì sẽ giảm ngay trực tiếp 5 triệu đồng. Một cái khuyến mãi cực kỳ lớn nhân dịp cuối năm. Đây là cái sản phẩm hiện tại thì được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Dòng laptop gaming Lenovo Legion S7. Đây là dòng có thể nói được nhà sản xuất thay đổi rất là nhiều. Một cái sự kết hợp giữa chip AMD và các đồ họa sử dụng RTX series 3000 rất là khủng và hiệu năng cũng khá là cao. Và mình cũng nói thêm là với dòng Lenovo Legion được coi là dòng laptop gaming cao cấp đến từ hãng Lenovo, thì từ thiết kế cho đến là hiệu năng, cấu hình, trang bị cũng khá là đa dạng. Thì sau đây chúng ta cùng đi trải nghiệm thực tế chiếc máy này, xem với chiếc Lenovo Legion ở thời điểm hiện tại thì có thể cạnh tranh được với các sản phẩm laptop gaming đến từ Dell Gaming hay là dòng Razer hay không. Sau đây chúng ta cùng đi trải nghiệm thực tế chiếc máy này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thực tế chiếc Lenovo Legion S7 15ACH6. Thì cho mọi người xem bên ngoài trước. Đây là dòng sách tay Mỹ nha mọi người. Cái chip đó là chip AMD Legion 9 nè, 5900H. RAM ổ cứng có thông tin thông số đầy đủ nè. Sau khi một xíu nữa mình sẽ cho mọi người đi trải nghiệm thực tế và cái cấu hình cụ thể luôn. Đây là dòng mới 100% nha mọi người. Tại vì mình cũng tháo ra ngoài rồi. Hàng sách tay Mỹ. Với chiếc máy này mình cũng nói là một tin vui đến với tín đồ của gaming và đồ họa, thì mình sẽ giảm ngay 5 triệu cho cái mã sản phẩm này. Và mình chỉ có mỗi một chiếc duy nhất thôi. Chúng ta thấy cục sạc zin theo máy của nó nè, 230W, rất là khủng. Hơi to một xíu nhưng mà cũng thiết kế khá là đẹp. Và đây là bên trong cái thùng nó, thì nó có hai cái thùng mọi người. Mới 100% nha mọi người. Sách tay Mỹ ở thị trường thì cái chiếc máy này mà hàng chính hãng á, mà mình thấy bán niêm yết á, nó là khoảng 40 mấy triệu á. Tại vì đây là dòng gaming cao cấp, nên hôm nay mình sale luôn cuối năm cho mọi người. Catalog đi theo đầy đủ nè. Mấy cái này mình để qua bên đi, tại vì nó hàng mới, hàng sách tay Mỹ nha mọi người. Đây, rất là đẹp. Lenovo Legion. Dòng Legion là dòng gaming. Như mình cũng nói là Lenovo là một cái câu chuyện rất là nhiều người cũng bàn tán về cái sản phẩm này. Vì Lenovo đến từ Trung Quốc, và Lenovo 2005 đã mua lại một cái mảng máy tính của IBM. Cho nên trước đây mà ai đã từng xài dòng IBM thì chúng ta cũng biết rất là nhiều sản phẩm chất lượng, hiệu năng rất là cao và tính bền bỉ thì không cần phải bàn cãi nữa rồi. Tuy nhiên sau khi mà mua lại thì Lenovo đã đổi tên thành Lenovo ThinkPad, rồi những cái dòng sản phẩm tương ứng. Hiện tại Lenovo chỉ có 3 sản phẩm mà chúng ta thấy chủ đạo và bán rất là chạy. Với dòng văn phòng chúng ta có Lenovo IdeaPad. Với dòng gaming chúng ta có dòng Lenovo Legion. Tuy nhiên là Legion cũng có rất là nhiều các phiên bản. Dĩ nhiên là với những dòng máy đều có từ thấp đến cao, phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng. Cái đó cho nên là nó sẽ có tinh chỉnh rất là nhiều cái option, cấu hình của nó rất là đa dạng. Và một dòng mà chúng ta thấy được giới doanh nhân xài rất là nhiều, đó là dòng ThinkPad. ThinkPad thì lại có Lenovo ThinkPad mà dòng văn phòng, và Lenovo ThinkPad dòng máy trạm. Đó, phân ra rất là rõ ràng. Về thiết kế chắc mình cũng nói sơ qua, mình cũng rất ít khi thiết kế. Với cái kiểu bản lề làm theo kiểu truyền thống, tuy nhiên là với chúng ta thấy chiếc máy này là chiếc máy cao cấp. Mặc dù là dòng laptop gaming, tuy nhiên cân nặng của chiếc máy này đâu khoảng gần 1,9 kg thôi. Thiết kế rất là đẹp và vỏ kim loại nhìn cao cấp nè mọi người. Mình bật cái phím đèn lên cho mọi người xem, rất là sáng, có bàn phím số. Dĩ nhiên là
Về những dòng gaming thì ai là những đối tượng khách hàng mà chúng ta có thể chúng ta xài được? Nhiều người bảo học hành hay làm việc thì chúng ta mua dòng gaming để làm cái gì? Tuy nhiên ở cái thời điểm hiện tại thì ngoài cái việc học tập thì cái việc giải trí cũng rất là đáng để chúng ta mua những dòng gaming. Tại vì với những dòng gaming thì cấu hình nó rất là mạnh, rất là cũng trâu bò hơn so với các dòng máy văn phòng. Đặc biệt là màn hình to, có bàn phím số. Chiếc máy này chúng ta thấy là dòng gaming mà thiết kế nhìn rất là cao cấp. Màn hình 4K UHD. Đó. Về thiết kế thì mình xin phép là mình cũng không nói nhiều. Mình chỉ nói những cái tính năng, những cái đặc điểm nổi bật thôi. Bây giờ trên màn hình mình có tải một cái phần mềm Cinebench. Đây là một cái phần mềm giả lập video họa. Để mình test cho mọi người xem cái hiệu năng với cái công nghệ chip, sự hợp tác giữa gọi là chip sử dụng chip AMD và chip card đồ họa nó là RTX Series 3000 thì xem cái hiệu năng nó như thế nào. Với cái chip AMD trước đây cũng rất là nhiều người ngại, tại vì sợ bị hư, sợ bị chết chip đủ các kiểu. Tuy nhiên là khoảng 2 năm, 3 năm trở lại chúng ta thấy những bạn nào là tín đồ của gaming và đồ họa chúng ta biết, người ta cũng hướng đến, người ta sử dụng những cái chip AMD rất là nhiều. Số nhân số luồng mạnh hơn, xung nghiệp mạnh hơn. Và đặc biệt là cái giá rất là rẻ. Mình phải cắm sạc vô nha mọi người. Cái sạc của nó thì cái sạc view đầu USB. Phía sau lưng nè, máy này chỉ có hai cổng USB thôi. Thiết kế rất là đẹp, hai cái quạt tản nhiệt đưa ra nè. Đây cục sạc đó mình cắm vào nha. Đó. Cắm vào thì chúng ta sẽ khai thác được hiệu năng nó tốt hơn. Đây là mình cũng nói rất nhiều lần rồi. Bây giờ mình sẽ test cái GPU nè. Với 8 nhân 16 luồng, RAM là 16GB. Ổ cứng SSD 1T luôn, tha hồ chúng ta lưu trữ. Và đặc biệt là hồi nãy mình nói là cái card đồ họa của nó là RTX 3050 Ti. Có thể nói cũng khá là mạnh, chiến được những cái game thông dụng thị trường. Màn hình 4K sắc nét. Bạn nào mà xài đồ họa mà dựng video nè, hay là Photoshop, Corel, Illustrator thì mua con này rất là tuyệt vời. Con này không thích hợp dùng cho dân kỹ sư nha mọi người. Ví dụ như là AutoCAD, Revit, SketchUp rồi đó. Thì với những phần mềm đó chúng ta phải mua những chiếc máy trạm nó mới phù hợp. Những câu chuyện này là mình cũng nói rất nhiều lần rồi. Chiếc máy này mặc dù là một dòng gaming thì chúng ta thấy những dòng gaming CPU rất là mạnh. Rất là mạnh. Cache tới 16MB lận. 8 nhân 16 luồng, chúng ta thấy được đề xuất ở vị trí thứ nhất luôn nè. Ở vị trí thứ nhất, bây giờ chúng ta test thử cái CPU là một cái mà chúng ta thấy là rất là mạnh. Chúng ta thấy chạy rất là khủng không? Rất nhanh, với 8 nhân 16 luồng, cache 16MB lận. Tại vì chiếc máy này mình xách tay Mỹ. Thì tại sao mình biết xách tay Mỹ? Chúng ta sẽ test luôn cho mọi người xem. Để rất nhiều người bảo máy không biết cái nguồn gốc xuất xứ nó ra làm sao. Đây, CMD, cái này mình làm rất nhiều lần cho nên mình làm nhanh nha mọi người. Get Serial Number nè. BF343A4. Nhiều người thì trên mạng cũng sợ là lấy những cái số này thế này thế kia. Nhưng mà riêng bản thân mình thì mình thấy nó cũng bình thường. Chắc luôn cho mọi người. Thì chúng ta thấy chiếc máy này đã vừa hết bảo hành rồi. Không bên remaining, out of warranty. Đặc biệt mình cũng nói là cái phần ship to location nè, rất là quan trọng. United States of America. Cái mã sản phẩm của nó là Legion S7 15ACH6 nè, laptop nè. Nó có đầy đủ cái thông tin về thông số kỹ thuật này hết. Quay lại cái phần CPU. Chỉ số CB rất là cao, 2124, và chỉ số FPS chúng ta thấy là 150.76. Thì chúng ta sẽ chơi game rất là mượt. Và xài đồ họa cũng khỏi cần phải chê nữa rồi. Xài văn phòng thì quá tuyệt vời. Tuy nhiên là nếu mua chiếc máy này mà xài văn phòng thì nó hơi phí.
Với chiếc máy này thì mình nói là mình giảm 5 triệu, trực tiếp 5 triệu thì giá nó chỉ còn có 33 triệu 600 thôi. Các bạn nào chúng ta quan tâm, chúng ta nhanh tay để chúng ta sở hữu chiếc máy này. Bây giờ một cái rất là quan trọng và mọi người cũng hay trải nghiệm là với cấu hình này chúng ta có thể nâng cấp được hay không. Đây là một cái rất là quan trọng, thì mình sẽ tháo ra để cho mọi người trải nghiệm bên trong, để mọi người biết được bên trong chiếc máy này nó như thế nào. Có tem window bản quyền nọ đầy đủ nè. Bên dưới lúc nào tất cả những dòng máy sản phẩm nào cũng bên dưới nó cũng làm khe trống này để mà nó thoát cái hơi ra đó. Cho nên đó là những cái công nghệ bản lề Eucalypt sau này. Nghĩa là bản lề Eucalypt là nó lấy cái màn hình nó chịu xuống, nó làm cho cái máy này nó hở lên. Đó là lý do chúng ta nên hạn chế cái việc là chúng ta để máy trên nệm hay là ghế sofa nha mọi người. Này mình nhắc mọi người hoài á. Bây giờ mình tháo ra cho mọi người trải nghiệm bên trong. Chúng ta thấy bên trong của chiếc Lenovo Legion S7 15ACH6 này, thiết kế quạt tản nhiệt rất là hoành tráng, hai cái quạt rất là to. Bởi vì mình mới nói là với những dòng đồ họa và gaming thì chúng ta quan tâm nhất là cái quạt tản nhiệt. Tại vì khi mà chúng ta xài với cái cường độ cao á, thì cái hiệu năng của nó cao thì phải ngốn cái tài nguyên và cái quạt phải làm việc phải tốt thì chiếc máy nó mới mát được. Đó lý do trước đây cái công nghệ mà siêu phân luồng đầu tiên ra năm 2010 á, các hãng máy tính cũng sai lầm khi mà làm cái tản nhiệt quá kém, cho nên là chết chip hoặc là chiếc máy quá nóng. Cho nên đó lý do mà mình cũng nói là trong những cái video là HP bị mất thị trường vì trước đây làm những cái tản nhiệt rất là kém. Nhưng mà đến năm 2014 thì HP cải thiện và hiện nay cũng lấy được thị trường ra khá là nhiều. Quay lại cái câu chuyện về chiếc máy này. SSD chúng ta thấy 512 và 512, nghĩa là 1T. Hoặc là chúng ta có thể gắn cái ổ 1T nha mọi người. Đó. Hiện tại là dung lượng nó đang là 1T. Tha hồ chúng ta lưu trữ luôn. Và đây là cái khe RAM. Đó. Đang hiện tại là 16GB. Chúng ta tháo cái nắp này lại ra rồi. Cục pin, đặc biệt chúng ta thấy cái dung lượng pin này cũng khá là cao, 68.5 Wh, rất là to, hai cái lo hai bên này. Thiết kế rất là đẹp, cái men màu đen nhìn sang trọng. Đây là dòng cao cấp mà chúng ta cũng phải dễ hiểu thôi. Cổng kết nối USB Type-C, USB 3.0, cắm tay nghe đầy đủ, khe tản nhiệt. Chiếc máy này nói chung là mình trải nghiệm, mình thấy hiệu năng của nó, mình thấy khủng quá khủng. Mong là chúng ta biết về thông tin chiếc Lenovo Legion S7 và nói riêng và dòng Lenovo Legion là dòng laptop gaming đến từ hãng Lenovo nha mọi người. Cảm ơn và hẹn mọi người những video tiếp theo. Mong là vừa rồi chúng ta cũng có thêm thông tin về chiếc Lenovo Legion S7. Đây là cái phiên bản đặc biệt cao cấp đến từ hãng Lenovo. Chúng ta thấy mặc dù là dòng laptop gaming, tuy nhiên là được thiết kế khá là đẹp và rất là mỏng manh. Nói mỏng manh nhưng mà chúng ta thấy khung sườn máy làm bằng kim loại và rất là sắc sảo. Vì cái thời lượng video nó cũng có hạn, cho nên là nếu mà các bạn cần hỗ trợ hoặc là cần tư vấn chuyên sâu, có thể gọi vào số hotline hoặc là để lại số điện thoại, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất. Mình chỉ có mỗi một chiếc duy nhất, cho nên là mình sale cho mọi người luôn, giảm trực tiếp 5 triệu. Cho nên là mong là chúng ta cũng sẽ được tiếp cận. Nếu mà các bạn thấy hữu ích thì chia sẻ ra để nhiều người cũng thấy cái sản phẩm này và được trải nghiệm dòng laptop gaming cao cấp đến từ hãng Lenovo, Lenovo Legion S7 nha mọi người. Và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nhân Laptop Bàn Trọn Đời trong suốt những năm qua. Mọi người nhớ đừng quên bấm vào nút like, đăng ký và đặc biệt bấm vào nút chuông để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.